bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đó là các cụ nói như vậy. Còn trong bộ phim dưới đây, tất cả mọi thứ đều được viết lên bởi những vị thần. Trong bộ phim, tất cả những sự việc xảy ra trong cuộc đời bạn sẽ được viết lên bởi các vị thần số mệnh, và Ho-jun cũng là một trong số đó. Ho-jun là vị thần số mệnh phụ trách khu vực quận Mabo. Để hòa nhập với cuộc sống con người, Ho-jun nhập vai trở thành một phú nhị đại nức tiếng sở hữu cơ ngơi nhà cho thuê đồ sộ. Ho-jun cùng với Mi-ung, một vị thần khác đang ngồi nói chuyện thì nhận được một nhiệm vụ, hai người đi đến trụ sở chính. Một vị thần số mệnh khác bỗng biến mất, vì vậy trước mắt bọn họ sẽ là người phụ trách những quyển sổ người vị thần đó. Mặc dù là những vị thần số mệnh nhưng họ lại rất hay chơi trò may rủi để quyết định số phận của mình. Quản tù tì ra cái gì là ra cái này. Ho-jun thắng, vì vậy những cuốn sổ đó được bàn giao Mi-ung, trong đó có cuốn sổ của Jae-ki-ung. Jae-ki-ung là một biên kịch mới bước chân vào nghề. Hôm nay cô đi đến cửa hàng tiện lợi mua mì tôm, chuẩn bị quyết chiến 300 hiệp với đống kịch bản ở nhà. Cô đừng chờ mãi chưa thấy Thu Ngân tính tiền cho mình, liền ngó vào xem bé Thu Ngân đang làm gì. Bé Thu Ngân lúc này đang đắm chìm trong bộ phim Máu chó. Trùng hợp đó chính là bộ phim do Ki-ung viết. Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Ki-ung không nhịn được hét lên như một đứa trẻ. Cô không ngờ tác phẩm mới của mình tuy Máu chó mà lại được săn đón như vậy. Ngay cả mẹ cô cùng chớt mê chớt mệt vì nó. Hai mẹ con cùng nhau xuống phân loại rác thì Ki-ung suýt bị xe đâm trúng. Ki-ung định tiến đến bắt đền nhưng bị mẹ ngăn lại. Đó là xe của Ho-jun. Mẹ cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra quả biển số chất lừ của Ho-jun. Vì là chủ nhà nên bọn họ không thể manh động, nếu không chỉ có nước cuốn gói khỏi nhà. Ho-jun lúc này đang chăm chú đọc sổ sinh mệnh của một người tên Jung Bae-jun. Anh quyết định sẽ biến cuộc đời của người này thành một kiệt tác. Người ta nói tình đầu khó phai, vì vậy Ho-jun định cho Bae-jun cùng mối tình đầu nên duyên. Ho-jun tìm đến Sam xin vị thần quản lý sinh mệnh để hỏi xem mối tình đầu của Bae-jun là ai. Sau một hồi nhắm mắt cảm nhận, Sam xin kết luận người Ho-jun đang tìm chính là Ki-ung. Lúc này sổ số mệnh của Ki-ung đang nằm trong tay của Mi-ung nên Ho-jun đành phải mặt dày tìm đến. Ban đầu còn chê nhưng hôm nay Ho-jun lại phải năn nỉ Mi-ung đưa cuốn sổ của Ki-ung cho mình. Cuối cùng Ho-jun đã có được cuốn sổ của Ki-ung nhưng phải gánh luôn số mệnh của 5.900 người khác. Ki-ung lúc này chưa biết cuộc đời mình đã rơi vào tay của Ho-jun. Cô đang giật mình thon thót khi nghe tin con bạn thân sẽ đến. Mỗi lần con bạn thân đến là y như rằng có chuyện. Ki-ung nhanh tay tháo pin khóa cửa để con bạn thân không thể tìm đến. Nhưng Ki-ung tính không bằng thần tính, con bạn thân may mắn gặp được Ho-jun. Nhờ có sức mạnh của những vị thần, con bạn thân thành công bước vào nhà. Ki-ung ngay lập tức bị con bạn thân túm vào nhà vệ sinh, lệnh cho 15 phút sau phải xuất hiện thật xinh đẹp ra ngoài bay nhảy. Dưới sự đốc thúc của bạn thân, Ki-ung cuối cùng cũng tạm biệt ổ nhỏ của mình bước ra ngoài. Con bạn thân dẫn Ki-ung đến gặp những anh chàng đẹp trai để giúp Ki-ung thoát khỏi kiếp độc thân. Lúc này, một người trong đó lên tiếng bàn luận về các bộ phim và chê bai bộ phim của Ki-ung quá máu chó. Hiển nhiên người đó không biết Ki-ung chính là tác giả, chỉ có cô và mẹ biết chuyện này. Ki-ung nghe xong thì tức đến bật cười rời khỏi buổi hẹn. Cô lên mạng thử đọc review từ người xem, có người khen và cũng có người chê. Những lời chê từ khán giả giống y hệt như những gì người kia nói. Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa. Ki-ung kêu bác tài dừng xe, sau đó bước xuống muốn tắm mưa cho bớt buồn. Cô bước xuống xe nhưng lại chẳng thấy hạt mưa nào cả. Ki-ung ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô, quay sang thấy người che nó là Bae-jun, anh chàng trong bữa ăn khi nãy. Ki-ung đứng hình một lúc, Bae-jun đưa Ki-ung về nhà. Vai áo anh ướt sũng chỉ vì muốn cô được khô ráo. Không những vậy, Bae-jun còn hứng một cơn đại hồng thủy thay cho Ki-ung. Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì Ho-jun viết, nhưng anh lại quên mất việc hai người kia chưa có phương thức liên lạc của nhau. Trong tay Ki-ung hiện tại chỉ có cây dù Bae-jun đưa cho. Ki-ung muốn nhờ bạn thân trả hộ nhưng cô bạn kia nhất quyết không chịu, muốn Ki-ung cùng Bae-jun tự mình giải quyết. Ki-ung đi đến tiệm sách xem tác phẩm của mình có bán chạy hay không. Khi cô vừa cầm quyển sách lên thì có bàn tay vươn đến túm quyển sách lại. Ki-ung thấy đó là một anh chàng đẹp trai nên cô muốn nhường nhưng người đó lại không hề có hứng thú với quyển sách mà chỉ có hứng thú với chủ quyển sách. Câu nói của Ho-jun khiến Ki-ung đứng hình. Cô tự hỏi người đó liệu có biết thân phận của cô không. Ki-ung đuổi theo thì Ho-jun đã lên xe mất rồi. Ki-ung ngó nghiêng một vòng thấy biển số xe 4444 quen thuộc. Hóa ra chàng trai đó chính là chủ nhà trong truyền thuyết. Ki-ung không ngờ chủ nhà lại trẻ đẹp đến vậy. Chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt Ki-ung. Ho-jun kéo Ki-ung lên xe, tiện đường anh cũng muốn về nhà. Ho-jun hỏi về mối tình đầu của Ki-ung, muốn biết vì sao Ki-ung vẫn chưa rơi vào lưới tình. Ki-ung tỏ vẻ lảng tránh lời nói của Ho-jun. Cô cảm thấy chủ nhà của mình có chút vấn đề về thần kinh. Vừa gặp nhau đã đưa ra những câu hỏi hóc búa mà đến hiện tại cô cũng chưa biết câu trả lời là gì. Ki-ung chạy ngay đến chỗ mẹ mình hỏi mẹ đã từng nói chuyện của mình cho Ho-jun biết không. Câu trả lời đương nhiên là không. Ngược lại Ki-ung lại bị mẹ hỏi tới tấp về việc gặp gỡ chủ nhà. Mẹ cô từ lâu đã muốn mai mối Ki-ung cho chủ nhà. Ki-ung nghe vậy thì bỏ đi luôn. Điện thoại cô tinh tinh tin nhắn đến từ con bạn thân. Bạn thân nói rằng mình đã cho Bae-jun phương thức liên lạc của Ki-ung. Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bae-jun nhắn tin đến nói rằng bộ quần áo ướt sũng hôm trước đã không thể mặc lại được nữa. Bae-jun muốn mua một bộ khác nên muốn Ki-ung gợi ý cho mình vài kiểu. Ki-ung đọc xong tưởng Bae-jun đòi mình đền bộ quần áo đó. Cô đang nghĩ mình nên trả lời thế nào thì Bae-jun gọi điện đến. Ki-ung giật mình rớt điện thoại. Những lời Bae-jun nói ra sau đầy càng khiến Ki-ung hoảng hốt. Mọi lời nói giống hệt như trong cuốn tiểu thuyết của cô hồi cấp 3, không sai đến một chữ. Lại là một pha rơi điện thoại. Ki-ung túm lấy mẹ mình hỏi mẹ cuốn tiểu thuyết cô viết hồi cấp 3 đang ở đâu. Mẹ Ki-ung hồn nhiên trả lời rằng bà đã cho chủ nhà mượn.
Ho-jun lúc này đang dùng chính tác phẩm của Ki-ung để viết lên cuộc tình giữa Ki-ung và Bae-jun. Ho-jun phát hiện ra tên tác giả của cuốn tiểu thuyết đó là Go-eun-song chứ không phải Go-ki-ung. Ho-jun cho rằng đó là lỗi nhỏ nên không quá để ý. Bút Ho-jun vừa dứt thì mẹ Ki-ung nhận được tin nhà có người mất ở một con đèo. Vì mẹ bận trong quán nên Ki-ung phải đi thay. Rõ ràng người mẹ cô nói đến là nữ nhưng khi đến nhà tang lễ thì nữ bỗng biến thành nam. Ki-ung cảm thấy hơi cấn cấn nhưng cô đoán rằng tất cả chỉ là do mẹ mình nhầm lẫn. Sau khi viếng, Ki-ung đi đến trang trại cừu gần đó tận hưởng cuộc sống ấy vậy mà cũng gặp được Bae-jun. Cứ tưởng hai người sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống nơi đây vậy mà Ki-ung lại mặc kệ Bae-jun ở đó. Điều này khiến Ho-jun không thể chấp nhận được. Lòng anh nóng như lửa đốt nhìn hai người mỗi người một nơi. Rõ ràng theo kế hoạch hai người sẽ nảy sinh tình cảm ở đây. Ho-jun tức đến xì khói não. Nếu cách này không được thì phải thử cách khác. Ho-jun đặt bút hô biến một trận mưa lớn kèm theo sấm chớp đùng đùng. Đúng lúc Ki-ung không biết làm thế nào thì Bae-jun một lần nữa xuất hiện. Anh cởi áo choàng phủ kín lên người Ki-ung. Hai người đầu chung áo tìm chỗ trú mưa. Để gia tăng độ thành công, Ho-jun còn đặc biệt hô biến Ki-ung từ khỏe mạnh thành bị bệnh. Ở nơi đồng không nhà trống người chăm sóc Ki-ung đương nhiên là Bae-jun. Theo kế hoạch là như vậy nhưng Ki-ung đâu phải người thường. Cô từ chối ý tốt của Bae-jun và gọi ngay một xe cấp cứu đưa mình đến bệnh viện. Tất cả kế hoạch vỡ tan, Ho-jun quyết định tự mình xuất trận. Anh đi đến bệnh viện nơi Ki-ung nằm xem xét tình hình. Ki-ung giật mình tỉnh giấc thấy ngay bộ mặt của Ho-jun. Cô hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đây. Ho-jun nói đó là sự trùng hợp. Mặc dù hơi cấn nhưng mà cũng phải cảm ơn vì Ho-jun đã chăm sóc cô. Bụng Ki-ung kêu một cái rột. Cô đã không ăn gì cả ngày lại còn vừa ốm dậy nên hiện tại bụng đã sớm hòa làm một với lưng. Ho-jun thấy vậy tốt bụng chở Ki-ung đi ăn. Dù sao việc cô bị bệnh cũng là do anh mà ra. Sau khi no cái bụng, Ki-ung mới nhớ đến chuyện cuốn tiểu thuyết. Ho-jun sau khi nghe xong thì đánh trống lảng sang chuyện khác sau đó lấy cớ đi ra ngoài. Ki-ung nhanh chóng đi ra theo. Cô vừa đặt chân xuống đất thì cảm nhận có thứ gì đó rơi trên đầu. Là tuyết đầu mùa. Người ta nói rằng người đồng hành cùng bạn trong trận tuyết đầu mùa chính là định mệnh của bạn. Ki-ung ngẩng đầu lên nhìn Ho-jun, cả hai không hẹn mà cùng tỏ ra chán ghét. Hôm sau Ho-jun nghe được tin Bae-jun sắp bị xếp lôi đến Mỹ. Nếu như vậy thì chuyện tình của Bae-jun coi như chấm hết. Lúc này Ho-jun chỉ còn một cách cuối cùng là viết ra lời tỏ tình Bae-jun dành cho Ki-ung. Đen một chỗ chữ vừa viết xong đã bị một cú va tay của nam chính Bae-jun xóa sạch sành sanh. Số phận một khi được viết ra nếu bị xóa sẽ không thể viết lại. Bae-jun chuyển từ tặng hoa Ki-ung sang tặng hoa cho tác giả tên Jang Mi-sun. Jang Mi-sun là mẹ của Ki-ung. Ki-ung đã dùng tên của mẹ mình để viết kịch bản. Chỉ có cô và mẹ cô biết chuyện này. Mẹ Ki-ung nhiệt tình dẫn Bae-jun lên nhà sau đó gọi điện cho Ki-ung hỏi cô đang ở đâu. Ki-ung không hay biết gì bước ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau. Ki-ung ngay lập tức bay vào phòng. Bộ dạng hiện tại của cô mà bị người ngoài thấy được thì xấu hổ chết mất. Ki-ung nhanh chóng thay đồ sau đó lấy cớ dẫn Bae-jun rời đi. Nếu còn ở lâu thêm chút nữa thì chuyện cô lấy tên của mẹ viết kịch bản sẽ bại lộ. Ki-ung dẫn Bae-jun xuống quán cà phê của mẹ mình. Cô pha cho anh một ly sau đó cả hai ngồi nói chuyện. Bae-jun kể cho cô nghe về mối tình đầu của mình. Thật sự anh cũng không biết người đó ngoài đời ra sao nhưng người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều trong quãng thời gian khó khăn ở viện. Bae-jun vừa nói ra cái tên Ki-ung bỗng cảm thấy nhột nhột. Cái tên Bae-jun nhắc tới chính là một bút danh khác của cô. Bae-jun thích sách của Ki-ung nên đã coi tác giả cuốn sách là mối tình đầu của mình. Có lẽ vì vậy Ho-jun đã hiểu lầm cô là mối tình đầu của Bae-jun. Sở dĩ Bae-jun nhắc đến chuyện này là vì khi nãy anh thấy trong nhà cô có bản giới hạn của cuốn sách đó. Anh nghĩ rằng người viết nó chính là mẹ cô, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bae-jun đã không thể nên duyên với mối tình đầu vậy thì có thể nên duyên với con của mối tình đầu. Suy nghĩ một lúc, Bae-jun ngỏ ý muốn hẹn hò với Ki-ung. Lời nói vừa thốt ra khiến Ki-ung trầm tính cũng phải bật cười nhưng cũng cảm thấy thật đau đầu. Ki-ung bỏ lại Bae-jun xông vào thang máy cùng Ho-jun và Mi-ung. Cô muốn đòi lại cuốn tiểu thuyết trong tay Ho-jun. Mọi chuyện cô viết trong cuốn tiểu thuyết đó đang ứng lên người cô. Ho-jun nói rằng cuốn tiểu thuyết đó đang ở trong một căn nhà khác của anh. Anh không chắc rằng khi nào mình sẽ trở lại căn nhà đó. Ki-ung rút điện thoại ra xin số Ho-jun để tiện liên lạc nhưng lại bị Mi-ung ngăn cản. Mi-ung cho Ki-ung số điện thoại của anh ta. Ho-jun không dùng điện thoại vì vậy có chuyện gì thì hãy liên lạc với Mi-ung. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp bởi vì anh cảm thấy hơi có lỗi với Ki-ung. Nếu không bị cám dỗ bởi con số 5900 thì cuộc đời của Ki-ung sẽ không rơi vào tay Ho-jun. Ho-jun trở về lôi cuốn tiểu thuyết của Ki-ung chép lại một lượt. Không biết khi nào cô sẽ đòi vì vậy cứ chép lại tham khảo cho chắc. Để câu chuyện nhanh đi đến hồi kết, Ho-jun đặc biệt viết cái kết nhức nhối lòng người cho chuyện tình của cả hai. Cụ thể là Ki-ung sẽ gặp tai nạn và Bae-jun sẽ mất đi cô mãi mãi. Sự ra đi của Ki-ung trở thành động lực để Bae-jun phấn đấu bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Ki-ung lúc này vẫn chưa biết gì hết đang thong thả viết kịch bản cho bộ phim Máu chó tiếp theo. Sau đó nhiệt tình viết thư gửi cho Ho-jun đòi lại quyển sách. Ho-jun xuống nhà thấy một đống thư trong hòm bỗng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Ho-jun mặc kệ ném tất cả chúng vào sọt rác. Vừa quay sang một cái đã thấy Ki-ung đứng ở đó từ bao giờ. Đã nhẽ Ho-jun phải tỏ ra ngượng ngùng nhưng không, trái lại Ki-ung phải ôm một bụng tức. Sau khi định thần lại, Ki-ung chợt nhớ vừa nãy Ho-jun gọi mình là tác giả. Ki-ung giật mình chạy đến gặp mẹ mình hỏi liệu bà đã tiết lộ chuyện mình chính là biên tập cho Ho-jun chưa mà anh lại gọi cô là tác giả. Bà trả lời qua loa là không có, bà chỉ quan tâm đến một điều liệu Ho-jun có tăng tiền nhà lên sau khi biết Ki-ung là biên kịch nổi tiếng.
Lời mẹ nói ra cũng khiến Kyung lú luôn. Để trấn an bộ não của con gái, mẹ cô lục tủ tìm sữa chua cho cô lót dạ, nhưng những hộp sữa chua vừa mới để đây nay đã biến mất. Đó lại là do Ho-jun. Anh đã viết trong cuốn sổ sinh mệnh là hôm nay Kyung sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua sữa chua. Nhân cơ hội này anh sẽ trả lại cuốn tiểu thuyết cho cô, đúng như những gì Ho-jun viết. Kyung đến cửa hàng tiện lợi và Ho-jun cũng có mặt ở đó để trả lại cuốn tiểu thuyết. Kyung chạy đuổi theo Ho-jun hỏi anh đã đọc nội dung trong cuốn sách đó chưa. Ho-jun bảo mình mới đọc đến tên lớp của cô chứ chưa đụng vào trang sách nào cả. Chưa được bao lâu Ho-jun buột miệng nói ra chuyện mình sao chép. Kyung nghe xong thì giật mình cho rằng Ho-jun đạo văn của mình. Mặt Ho-jun tỉnh bơ giải thích rằng mình chỉ có ý sưu tầm chứ không có ý gì khác. Kyung nhìn Ho-jun rồi thầm nghĩ trong đầu chắc anh có vấn đề về não nên mới có thể ẩm ương đến vậy. Bên này Mi-ung đang ở trụ sở quan sát hai người. Đã lâu lắm rồi Mi-ung mới thấy Ho-jun đi bộ một cách vô thức như thế này. Để làm khó Ho-jun, Mi-ung đã lôi cuốn sổ của Kyung ra và viết rằng Kyung sẽ cùng vị thần số mệnh cùng đi bộ đến khi mặt trời lặn. Cuối con đường, hai người cùng nhau ngồi nghỉ chân. Kyung tốt bụng chia cho Ho-jun một hộp sữa chua, cả hai cùng ngồi ăn với nhau. Dưới ánh hoàng hôn, không hiểu vì sao trong lòng Ho-jun lại nổi lên một cảm xúc khác lạ. Anh thẫn thờ trở về trụ sở. Nếu là bình thường thì anh chắc chắn sẽ tìm đến Mi-ung và tẩn cho hắn một trận, nhưng lần này anh lại không muốn làm như vậy. Anh cảm thấy lạ lắm. Trong lúc thất thần, Ho-jun đã đặt bút xuống viết rằng Kyung lại thèm ăn sữa chua. Bên này Kyung vừa về nhà đã lôi cuốn tiểu thuyết ra kiểm tra lại thì phát hiện nó đã bị xé mất một trang. Cô muốn tìm Ho-jun tính sổ thì đột nhiên thèm sữa chua. Quả nhiên Ho-jun đã đứng đợi cô ở đó. Vừa nhìn thấy cô, anh đã tiến đến nói cô đừng chớt. Điều này đã vi phạm luật, thần số mệnh không được nảy sinh cảm giác với con người. Nếu vi phạm thì mọi chuyện sẽ trở nên rất nguy hiểm. Kyung sau khi ngay xong thì mặt đầy hỏi chấm nhìn Ho-jun. Sau 2 giây định thần, Kyung cười phá lên cho rằng những lời Ho-jun nói là nhảm nhí. Anh đang nhập vai và coi cô là đối tượng diễn kịch. Ho-jun định giải thích nhưng đột nhiên tim anh đập cái thịch. Ho-jun đau đớn ôm lấy tim. Cơn đau chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc khiến Ho-jun cảm tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Anh cho rằng do mình đã ăn sữa chua và trong sữa chua có thành phần gì đó khiến anh trở nên như vậy. Ho-jun quyết định đi kiểm chứng nó. Anh búng tay một cái rồi biến mất. Kyung chứng kiến một màn đó thì tưởng mình bị hoa mắt. Ho-jun mua 9 hộp sữa chua về ăn nhưng ăn đến hộp thứ 9 vẫn chưa gặp lại hiện tượng đó. Kyung chạy lại chỗ của Ho-jun đang ngồi hỏi xem vừa nãy anh làm cái gì. Có phải cô bị mất trí nhớ ngắn hạn hay không? Ho-jun không trả lời Kyung. Miệng anh cứ lẩm bẩm cái gì đó từ nãy đến giờ, sau đó một mạch đi thẳng đầu không ngoảnh lại. Kyung cũng mặc kệ ra quầy mua sữa chua chuẩn bị ra về. Khi ra tính tiền, nhân viên nói rằng tổng cộng 13 hộp sữa chua bao gồm cả phần của Ho-jun. Kyung thầm trừ Ho-jun 1000 lần nhưng vẫn phải rút thẻ tính tiền cho Ho-jun, ai bảo anh là chủ nhà cơ chứ. Ho-jun sau đó đến tìm Bae-jun muốn anh diễn lại cảnh hất đổ cà phê lên sổ sinh mệnh của chính mình. Ho-jun nghĩ rằng chủ nhân của cuốn sổ sinh mệnh có thể tự xóa bỏ số mệnh của chính mình. Chỉ cần Bae-jun làm đổ cà phê thì đoạn kết sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Ho-jun chưa kịp lôi cuốn sổ ra mà ly cà phê đã ập tới. Sổ vẫn khô còn Ho-jun thì không ổn chút nào. Ho-jun ngay lập tức đi tìm thần số mệnh của phó đạo diễn bắt đền, nhưng vừa đến nơi thì hay tin một người đồng nghiệp của họ đã lụi tàn. Thì ra người đồng nghiệp đó đã nảy sinh cảm giác tức giận với con người. Đó là điều cấm kỵ. Ho-jun xì chết ngang. Anh bây giờ cảm thấy tiến không được mà lùi không xong. Đang yên đang lành tự dưng mọi người cảm nhận được điều kỳ lạ. Có ai đó đang đi đến lãnh địa của bọn họ. Ngay lập tức mọi người tụ tập lại khu trung tâm. Hóa ra người đó là Kyung. Cô đang đi thang máy lên muốn gặp Ho-jun. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ho-jun buộc phải cho thang máy dừng lại. Kyung lúc này vô cùng hoảng sợ. Cô lục lọi quanh người phát hiện mình không mang điện thoại để cầu cứu. Kyung hoảng sợ bật khóc. Tiếng khóc của Kyung là tim Ho-jun nhói đau. Sau khi Kyung ngất đi, Mi-ung thay mặt ban đại diện bước vào thang máy gọi điện cho mẹ cô nói rằng cô đã bị ngất. Sau khi tỉnh lại, Kyung vẫn còn hơi hoảng sợ. Mẹ cho rằng cô bị mệt mỏi quá nên mới vậy. Bà muốn Kyung tuyển trợ lý để giúp cô gánh vác một phần công việc. Tất cả chuyện này đều do Mi-ung viết lên. Mi-ung vì muốn cứu Ho-jun nên muốn cho Kyung nên duyên với người trợ lý mới, sai người sai thời điểm gọi tên Ho-jun. Anh tìm đến nhà muốn xem tình hình của Kyung ra sao thì gặp ngay mẹ cô. Mẹ cô tích cực đẩy thuyền con gái với cậu chủ nhà nên muốn Ho-jun làm trợ lý tạm thời cho con gái mình. Một điều bất ngờ là Ho-jun đã đồng ý trái lại với những lời Mi-ung viết. Trước đó, Mi-ung đã tìm đến tiệm cà phê của mẹ cô tình cờ nghe Kyung được gọi với cái tên Eun Song, hóa ra cô đã đổi tên. Mi-ung cảm thấy có điều không lành nên đã trở về trụ sở tìm cuốn sổ của người tên Eun Song, sau đó viết lên trên dòng chữ tất cả câu hỏi của Kyung đều nhận được câu trả lời là không. Sau khi nhận việc, trái tim Ho-jun một lần nữa nhói lên. Anh xin phép ra về trước, có gì mai nói chuyện. Không hiểu sao Kyung cũng có chút rung rinh trước Ho-jun. Cô tự tưởng tượng ra cảnh hai người mặc đồ đôi rồi tự mình đỏ mặt. Kyung cảm thấy mình điên rồi. Rõ ràng người điên là Ho-jun nhưng hôm nay cô cảm thấy mình lạ lắm. Hôm sau, đúng như kế hoạch, Ho-jun đến nhà Kyung làm trợ lý tạm thời. Chưa ngồi nóng đít thì bên ngoài vang lên tiếng chuông. Ho-jun ra mở cửa thì được một fan giật mình, là Bae-jun. Bae-jun đến tìm tác giả Jang Mi-sun vì từ nay trở đi anh sẽ là người phụ trách những tác phẩm mới của tác giả này. Nhờ một pha kiến tạo đến từ vị trí trợ lý, Bae-jun thành công biết được thân phận thật của Kyung chính là tác giả Jang Mi-sun. Sau khi Bae-jun rời đi, Kyung cùng Ho-jun bắt tay vào làm việc. Kyung ra lệnh cho Ho-jun phải nghĩ ra năm cảnh thanh xuân vườn trường cho tập mới. Sống ngần ấy năm,
Ho-jun chưa gặp trường hợp nào như vậy. Để cho Ki-ung nếm mùi uy nghiêm của thần, Ho-jun rút sổ ra viết. Ki-ung ngẩng đầu lên nhìn trợ lý biên kịch. Bút vừa dứt, Ho-jun cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm nhau. Lòng anh đau nhói. Ki-ung tiến gần lại Ho-jun hỏi anh có muốn ăn mì không? Được thôi. Ho-jun vào bếp nấu một nồi mì thơm nức mũi. Trùng hợp thế nào hai người lại ăn cùng một sợi mì. Nếu là người khác thì sẽ ngại ngùng, nhưng hai người lại so kè xem ai sẽ là người bỏ cuộc. Nhìn khuôn mặt của Ki-ung dần phóng đại trước mắt, Ho-jun xin giơ tay rút lui thôi, do ai trách ai bây giờ đây. Sau khi Ho-jun đi thì bạn thân đến. Hai người vào phòng Ki-ung ngồi thì tình cờ bạn thân thấy một bóng dáng quen thuộc trên tấm ảnh chụp Ki-ung. Là Ho-jun. Tua ngược lại quá khứ, phải nói là hai người sớm đã có mối liên hệ đặc biệt với nhau. Vào ngày đầu tiên Ho-jun xuất hiện trên thế giới, người đầu tiên anh gặp chính là Ki-ung. Ki-ung lúc đó là một cô bé hoạt bát. Nhìn thấy Ho-jun đứng dưới mưa mà không bị ướt thì vô cùng tò mò. Bé Ki-ung cứ ngoái lại nhìn thanh niên Ho-jun nên đã bị ngã. Ho-jun vô thúc đưa tay ra, Mi-ung từ đâu xuất hiện nắm lấy tay Ho-jun rồi hạ xuống. Bọn họ không được nảy sinh cảm giác với con người. Ho-jun hạ tay xuống nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cô bé đó. Và rồi một tai nạn xảy đến. Hai mẹ con Ki-ung qua đường, bỗng một chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt. Ho-jun phá lệ dùng pháp lực khiến chiếc xe kia dừng lại. Bởi vì nảy sinh cảm giác với con người, Ho-jun đã biến mất ngay trong ngày đầu tiên xuất hiện. 14 năm sau, Ho-jun một lần nữa được tạo ra. Và định mệnh đã sắp đặt Ho-jun được gặp Ki-ung. Chỉ vì hôm mưa anh đưa chiếc ô mà làm trái tim em có cầu vồng. Khúc nhạc cảm động vang lên nhưng ngay sau đó bị dập tắt bởi chính Ho-jun. Theo lý thuyết thì nam chính sẽ đưa ô cho nữ chính còn mình sẽ đội mưa, nhưng đây thì ngược lại. Ki-ung hỏi Ho-jun có phải muốn đưa ô cho mình không thì bị Ho-jun hỏi ngược lại rằng hành động đưa ô đó có được coi là nảy sinh tình cảm hay không. Ki-ung ngày đó cho rằng Ho-jun không muốn đưa ô cho mình nên mới hỏi như vậy. Thật là quê muốn chết, sau đó đội mưa chạy một mạch. Ho-jun trở về nói với Mi-ung rằng mình muốn đi học và trùng hợp thế nào hai người lại trở thành bạn cùng lớp. Hai người sau đó trở thành bạn của nhau, mặc dù có lúc hơi củ chuối nhưng vẫn vui. Nghệ danh đầu tiên của Ki-ung cũng là do Ho-jun đặt, bọn họ cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Đây cũng là lần đầu tiên Ho-jun nở nụ cười từ khi sống lại. Ho-jun còn cùng bạn học tranh cãi nảy lửa vì Ki-ung và sau đó Ho-jun tan biến vẫn vì lý do đó. Ho-jun không biết mình đã tan biến và sống lại bao nhiêu lần, nhưng duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là lý do tan biến. Mỗi khi sống lại, Ki-ung và Ho-jun lại gặp gỡ và anh lại tan biến vì cô. Nhưng sau khi những vị thần tan biến thì những ký ức về họ cũng bị gió cuốn bay. Ki-ung cùng bạn thân xuống nhà đi ăn thì lại đụng phải Mi-ung cùng Ho-jun. Không những vậy, nhân viên còn ghép cho họ ngồi cùng bàn. Bầu không khí khó hiểu bao trùm toàn bộ bọn họ. Ho-jun cùng Ki-ung vẫn cãi nhau như chó với mèo. Bạn thân mặt đầy hỏi chấm không biết hai người này quen nhau từ khi nào. Còn Mi-ung ngồi lo sợ Ho-jun sẽ lại tan biến. Ho-jun và Ki-ung sau đó có đi dạo cùng nhau một lúc. Ở đây hai người không tranh cãi nữa mà nắm tay nhau đi dạo với lý do là quên không mang găng tay. Ban đầu còn có hơi ngượng ngùng nhưng cả hai không hề bài xích cảm giác này và còn có chút thích thích. Sau tất cả, Ki-ung dừng lại hỏi Ho-jun có thật là vị thần số mệnh hay không. Ho-jun không từ chối. Ki-ung nói với Ho-jun liệu hai người có thể nắm tay nhau như thế này mãi không. Cô thật sự đã nảy sinh tình cảm với Ho-jun nhưng lại nhận được câu trả lời không từ anh. Ki-ung thất tình buồn rơi nước mắt. Ho-jun ôm Ki-ung đang khóc vào lòng với một trái tim đau nhói. Ho-jun trở về trụ sở hỏi Mi-ung lý do cuốn sổ của Ki-ung chỉ lèo tèo vài trang có phải liên quan tới anh hay không. Nhận được câu trả lời từ Mi-ung, Ho-jun bật cười. Hóa ra anh luôn là người bỏ cô lại. Những ngày sau đó, Ho-jun không còn xuất hiện nữa, cứ như anh đã biến mất khỏi thế gian này. Ho-jun nóng lòng đến tìm Mi-ung hỏi tung tích của Ho-jun nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời không. Bỗng một ngày đẹp trời, Ho-jun bỗng xuất hiện trước mặt Ki-ung. Ho-jun đến để ôm cô lần cuối coi như tạm biệt. Anh sắp tan biến và có lẽ lần này là mãi mãi. Ho-jun đã hết cơ hội có thể quay lại. Ho-jun sau đó tìm đến Mi-ung đưa lại chiếc vòng tượng trưng cho thân phận của họ và ôm chào Mi-ung lần cuối cùng. Anh muốn Mi-ung viết lời cuối cùng vào sổ số mệnh của Ki-ung rằng cô sẽ đi một mình rất lâu mà vẫn không phát hiện ra vị thần số mệnh mình từng yêu. Chỉ có như vậy thì Ho-jun mới có thể đứng nhìn em từ xa âu yếm hơn. Có một điều Mi-ung đã không làm. Anh không để cho Ki-ung quên Ho-jun mà ngược lại còn khiến cô nhớ lên tất cả về vị thần số mệnh tên Ho-jun này. Ký ức tràn về như nước lũ, Ki-ung gục xuống kêu tên Ho-jun. Cô đã nhớ ra tất cả và muốn gặp anh ngay bây giờ. Ho-jun đã dao động, anh không còn đứng từ xa nữa mà chạy đến bên Ki-ung. Vào khoảnh khắc tựa như sắp chạm, Ho-jun đã tan biến, nước mắt đã rơi. Những ký ức về Ho-jun lần này không biến mất mà lắng đọng lại trong tâm trí Ki-ung. Cô sẽ đợi anh sẽ quay trở về bên cô. Năm thứ năm sau khi Ho-jun tan biến, trong suốt 5 năm này Ki-ung vẫn không bỏ cuộc. Lần nào vào thang máy cô cũng nhấn nút tầng trên cùng nhà của Ho-jun nhưng không được. Cô vẫn không bỏ cuộc và lần này may mắn đã mỉm cười với Ki-ung. Cô đã bước chân lên tầng cao nhất và cầm lên cuốn sổ sinh mệnh của chính mình. Cô sẽ tự viết số mệnh của chính mình và cô sẽ gặp lại mối tình đầu tiên, mối tình thứ hai và mối tình thứ ba ngay bây giờ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ki-ung rời khỏi đó và chờ đợi người ấy xuất hiện. Và rồi Ho-jun đã thật sự quay lại. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.